Hi everyone, welcome back to Vicky Lee Home Tour. Today I'm going to tour one of these property located in Newport Beach in East Fluff area. This home features a 5-bedroom, 4.5 bath, 4,767 square foot enclosed area, built on a 4,902 square foot lot, 3-level, 3-car garage, year built 1987, and there's $260 HOA monthly. Asking price is $4,995,000. Vicky xin chào mọi người. Hôm nay cũng đã cuối tuần ở bên Mỹ rồi. Vicky chúc mọi người một tuần lễ vui tươi và an bình bên gia đình. Hôm nay Vicky sẽ đi tour một căn nhà nằm ở thành phố Newport Beach trong khu vực East Fluff area. Căn nhà này có 5 phòng ngủ, 4 phòng tắm rưỡi, 4,767 square foot chỗ ở, xây trên diện tích đất là 4,902 square foot, 3 lầu, 3 nhà đậu xe, xây 1987, mình có 260 đồng tiền hoa mỗi tháng, kêu giá là 4,995,000 đô. Bây giờ Vicky sẽ hướng dẫn mọi người đi tour khu lối sớm của mình, sau đó chúng ta sẽ trở lại và xem bên trong căn nhà. Let me stroll around the neighborhood for a few minutes and we'll come back and tour the interior all together. Bên trái của chúng ta đây là căn nhà hôm nay Vicky sẽ đi tour đây mọi người. This home on the left hand side right here is the property that I'm gonna tour today, so we're gonna come back and tour that property in a few minutes. In the meanwhile, I just want to walk you through the neighborhood to see how beautiful the neighborhood is. This huge home and in a big lot. Căn nhà trước mặt của chúng ta đây là một cái căn nhà rất là lớn đó mọi người. Mọi người thấy căn nhà rất là lớn không? Nhà nào nhà nấy cũng rất là to. Và nói chung là cái lối sống của mình nó cũng rất là yên tĩnh đó. Căn nhà phía bên tay trái của Vicky đây mọi người là cái corner lot á, quá lớn luôn. Cái căn nhà diện tích quá xá là lớn luôn, nó giống như một cái villa là mọi vậy đó. Đây căn nhà này nó rất là đẹp, tất cả những cái căn nhà trong khu vực này rất là đẹp luôn. Mọi người có nghe chim nó kêu to tát không? Khu vực này nhà không có mấy căn hết, nhà rất là ít thôi, nhưng mà căn nhà nào nhà nấy rất là đẹp. Ở bên đây một căn nhà đó nè, bây giờ Vicky dẫn mọi người đi ra một cái racquetball court nha. Đây nằm phía bên này, we're gonna walk to the racquetball court right now. This gorgeous and quiet community. I just kind of whisper because I do not want my voice to disturb all this peace. And such a gorgeous view. Một cái view rất là đẹp luôn. Thôi thì chúng ta đi xuống. Ngay trước mặt chúng ta đó là racquetball court. Ở đây mình cũng có basketball court nữa nè. Không biết, biết thật là đẹp luôn. Nhà ở trên đồi lúc nào cũng thoáng và gió rất là mát mẻ nha mọi người. The house up on the hill have such a beautiful view. Just like this one right there. Okay, let's now walk back to the property and view the interior all together. Bây giờ Vicky sẽ đi bộ về lại căn nhà và chúng ta sẽ xem bên trong căn nhà của mọi người. It's a little bit hilly where I walk right now because literally the house is on the hill, so having a little bit of hilly walk is normal, I guess. This house located in a gated community. Gorgeous property right there. Oh wow, nhà đẹp quá. Đây là cái cổng nè mọi người. Cái cổng này mình sẽ đi vô đi ra.
không biết đi ra được, không biết hỏi đi vô có được không. Nhà này nằm ở trên cái đồi rất là đẹp lắm mọi người. Đó, xe. Đây là cái cổng mình đi vô đây. Nhưng mà mé bên tay trái của Vicky đây là một cái bông màu tím rất là đẹp luôn. Đây là Harbor Hill Community nha mọi người. Rồi, bây giờ Vicky sẽ đi trở vô. Rồi, Vicky đã về tới nhà rồi nè mọi người. I'm back to the property. Let me just go over the boundary with you and we can go inside and view the interior together. Để Vicky chỉ cho mọi người cái vị trí căn nhà của mình ha. The property boundary starts from here, go straight to the back. We have a side gate right here. Vị trí căn nhà của mình từ đây đi thẳng ra ngoài sau thì mình có là ba nhà đậu xe. Mình đậu được ba chiếc bên trong, còn dư bao nhiêu thì mình đậu bên bờ lề. We have 3-car garage and you can park 3 in the garage. Any leftover, you can always find street parking. And beautiful front yard, beautiful entrance. We have gorgeous palm trees. And the property boundary and right here where all these beautiful trees are. So, vị trí căn nhà của mình ngừng tại đây và đi thẳng ra ngoài sau. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vô coi bên trong căn nhà nha mọi người. Let's now go inside and tour this amazing property.
Such a beautiful backyard. It has a private swimming pool on the back, which is really rare in Newport Beach area. This is really nice area of Newport Beach.
this is a deck. With this deck, you could have a beautiful view in the evening to watch the sunset. And it's really windy up here, very breezy air, because the beach is right over there. And this is the surrounding property. Ở đây là sân thượng. Thì sân thượng thì chúng ta nhìn thấy ở trước mặt chúng ta đó là bên đó là biển. Thì hơi không khí của gió biển đổ ngược về nhà của mình thì rất là mát nha mọi người. Very breezy air and gorgeous community. Vicky, cảm ơn mọi người đã coi cái video này. Thank you so much for watching this video and I will see you in the next one. Bye bye for now.